Thì bây giờ là mình Tháo, sẽ tháo đi. tháo đi, Tháo đi. mở ra. Ừ. Rồi mình bắt đầu tháo nẹp cho cả nhà cùng xem Chứ nha. đồ ít thế nha, Sau 10 ngày nha. mới kêu bà chị dân dân hương mới mở. Rồi sau đây mình sẽ mở cái dán mũi này nha cả nhà. Rồi, mi kìa. Đây. Rất là nhiều bạn đang Hóng thích và cái ok. dán mũi của khách hàng này luôn. Đây thì bên đây thì mình sẽ mở nẹp ra. Wow. Cái dáng Tháo mũi nẹp rất là xinh luôn nha. ha. Đã tháo được Tháo nẹp chưa? Đang ha. đợi xem Ơi dáng con mũi. đây em. Đã tháo rồi nha em. Đây. Nè em. Tháo ra rồi nha. Xuất sắc chưa cả nhà? Dáng mũi rất là đẹp luôn nha cả nhà. Khách hàng này là làm combo nâng mũi cấu trúc và cắt mí Ấn Độ tại với khách hàng Này, mình đẹp nha. lung linh luôn Tháo nha. sau 10 ngày nha cả nhà. Sau Mũi đẹp mình không chỗ mở. nào chê luôn. Tháo nẹp rồi nha. Mai Phương vào xem ha. Và chia Đây sẻ vẫn hoàn còn miếng cảnh nẹp cho định khách hình hàng trên mũi luôn xem nha cả nha. nhà, một chút xíu nó sẽ cắt thì cái này là không để lại Mũi sẹo. sắc anh ơi, chị này sửa lần đầu hả? À không, em khách hàng này là mũi sửa lại, mí mình là sửa lại hay mí mới? Mí Mí mới mới. ha. Trước đây mí thì có Rồi, mí không? mí này là 12 Có triệu, mí mà mũi là mí 45 mí triệu lót nha cả nhà. lót nhỏ không có đều ha, hai khuôn mí không đều. Và đây là cái quyết định sau khi mà cắt mí thì rất là đẹp. Đây, mí rất là đều luôn. Nhìn thì rất là tự nhiên. Rất là natural luôn nha cả nhà. Đó, cả mũi nữa, mũi cao tay nhưng mà có độ lượng nhẹ tự nhiên nhất định. Đầu mũi thì Sao để mà dài lên. dán mũi mà Phải chị nói thích là của khách hàng này rất là là hợp rất là với khuôn hài mặt của hòa chị khách nữa, hàng luôn nha cả rất là nhà. đúng tâm Một chiếc ha. mũi đẹp là như thế nào, là một chiếc mũi cao nhưng mà hài hòa với khuôn mặt chứ không phải là đi đơn lẻ với những cái bộ phận khác. Hàng luôn. Đó thì cả nhà có thể thấy là trán, mũi và càm cái tỷ lệ vàng với nhau ha. Tỷ lệ rất là hợp với nhau luôn. Đó, đôi khi chúng ta không Rồi cần mình phải dán làm mũi bằng cao cấu chót trúc vót, mắt chỉ miễn cần cái sao dáng mũi để cao kết đẹp quả như thế sau này đã 10 rất ngày là sẽ mỹ là mãn một nha. mũi bằng Xuất miếng sắc anh miếng ơi, luôn anh cảm ơn nha. em rất là nhiều Sau nha. sau khi mình Rồi. tháo nẹp các chị là mình phải đi làm đi chơi bình thường ha, sinh hoạt bình thường không có cần nghỉ dưỡng lâu nha. Đây thì ai còn thắc mắc nào nữa cứ comment vào đây Xin nha. chào Nếu yêu thích cái Tuyết dáng của mũi em, này mình là Tuyết thì của hãy nhà chụp cái màn hình lại và gửi về bên trung tâm nha. Facebook Xin hay chào là Angela Tú Trinh nha. bất Xin cứ chào chỗ Angela nào Tú mình Trinh. cũng ha. Dáng mũi đẹp Nếu quá em ạ. thắc À. mắc Em thích nào dáng thì mũi cứ này, gọi ok em em. ha. Nếu thích dáng mũi này thì hãy chụp màn hình lại và gửi về cho bác sĩ nha. Bác sĩ sẽ hứa là làm đẹp cho em luôn. Dáng này là dáng L line chính xác luôn. Dáng này là dáng L line cao tay, có độ lượng nhẹ tại mắt nha. Và mí Ấn Độ mini. Hôm nay Mí kết là mí quả là đẹp sau hay là 10 mí ngày. người khen dữ hơn? Có, ai cũng khen đẹp. Khen Mí đẹp đẹp đúng ha, không? nhìn tự nhiên ha, Ai cũng sau đó khen cắt đều đẹp. Đường mí rất là đều luôn nha cả nhà, thấy không? nhìn Phần thoáng qua đầu là và tưởng đuôi là mí rất là đều 6 luôn. tháng rồi đó. Thiệt luôn, cái lần rất là đẹp. Tôi chỉ nhắm mắt lại cho mọi người xem nè. Đây cả nhà có Đây, thể cái thấy đường nha. mí rất là đẹp ha. Đây cắt như thế này rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Đây nhìn lên đây. Đây, đó. Lung linh chưa? Đây mình quay thẳng nha. Xin Đây, chào chặt dễ sống rất là thương thẳng luôn, đầy ha, đặn. dễ thương ha. Nhiều bạn nó có dự định là muốn làm đẹp nhưng mà sợ sưng bầm á thì cứ an tâm đi ha. Bên mình làm á thì đảm bảo là không có sưng bầm nhiều nha. Đây là kết quả sau 10 ngày cả nhà thấy không? Mí và mũi cũng không có sưng nhiều hết nha. Đây. Mũi này là dáng gì vậy ạ? À? Mũi này là dáng L line cao tay nha em. Mũi này là dáng L line Dáng cao mũi tay. đẹp ấn Đầu độ mũi để ha, dài lên rất chuẩn là mai đẹp. phương. Khách hàng này là làm combo là mũi sửa lại là 45 triệu ha và cắt mí là 12 triệu nha cả nhà. Mũi mình có mọc thêm da không chị ha? Không, bọc sụn tai thôi. Bọc sụn À, tai. 45 với 12. 65. À, Suri Firm à. 65. Khách hàng này Wow. là Thì khách hôm nay hàng bên sẽ trung làm tâm tới tận là 2K mũi combo Suri hai Firm nha cả ha. nhà. Hey. Phần Thì đầu cái sẽ đặc làm tính thế của sụn không? Suri Firm thì cả nhà có thể biết Phần đầu là sẽ làm là đẹp một loại sụn của Mỹ, có tác dụng là nâng cao độ bền và độ luôn. dẻo Ôi rất trời là ơi, cao. đẹp quá Đó, đó dành mình. cho những khách hàng thích Xuân dáng eo lai cao tay và sửa lại thì Xuân chị này cũng mong muốn một cái chị gì là đó chị tuyệt đẹp đối đúng không nha. chị? Ok Xuân Mình này muốn sửa nha. lại một cái gì đó Ờ cả ok nhà đúng không? ơi cho mình Đúng rồi, sửa lại thì mời cũng cả rất là nhà. quan trọng nha. Khách hàng này là nâng mũi sụn Suri Firm nha. Còn cắt mí thì giá là 12 triệu đồng Sụn thôi. này là mới và tốt nhất hiện nay tại Mi Viện bên mình. Bên mình thì đang có chương trình giảm giá cho là sụn Suri Firm này á. Nếu như mà mũi sửa lần đầu á là 75 triệu, giảm 20 triệu còn 55 nha. Mũi khách hàng này là sửa lại là 85 á chị ha. Mình được giảm 20 triệu ha. Là còn 65.
25. Đó, nếu mà ai có điều kiện đó, thì mình nên làm là... Hiện tại thì sụn Sugi Firm là 75 triệu đồng, giảm giá còn 65 thôi cho mũi sửa lại, và 55 triệu đồng đối với mũi mới nha. À, chào bác sĩ Mãi, đẹp quá bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều. À, xuất sắc luôn ạ. Em chia sẻ rồi bác ơi, bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều. Mí mắt đẹp lắm ạ, bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều. Đây, mình sẽ quay cận cảnh nếp mí cho cả nhà xem luôn. Mí lung linh luôn nha cả nhà, tự tin đón Tết nha. Mũi cao tay thì lọc tràn đầy ha. Thì sưng này thì nãy giờ chưa xem gương nữa đúng không? Long ở đây xin chào Lúc Tên Api. Mũi sửa lại anh đúng rồi nha, chẳng dễ thương. Khách hàng là mũi sửa lại nha. Xỉu nha. Xin chào. Xỉu. Chắc xỉu hả? Hồi ở đâu chị ha? Ở Mỹ về. Ở Mỹ luôn. Khách hàng này là cũng từ Mỹ luôn. Hai khách hàng từ Mỹ nha cả nhà. Mình cũng có live stream một ca đầu. Khách hàng cũng đến từ Mỹ. Chị đến từ bang nào ta? Missouri. Xin chào Vesabel. Đây. Không có sưng gì luôn hả chị ha? Không sưng bầm gì nhiều, cơ địa lành ha. Góc nào cũng đẹp lắm nha cả nhà. Đây, góc này thì xinh lung linh luôn nha. Đó, cái đầu mũi cực kỳ đẹp. Quay từ trên xuống nha. Có độ lượng nhẹ. Thì mọi người còn câu hỏi nào thắc mắc cứ comment vào đây. Và nhớ là chia sẻ like để nhận nhiều chương trình đại giảm giá nha. Thì sau khi mình xem gương thì mình thấy như thế này. Thấy khác. Khác mà đẹp hơn đúng không? Nhìn tự nhiên ha. Trời ơi đẹp quá. Cảm ơn xin ơi nha. Giá mũi này thì bao nhiêu về anh? Giá mũi này thì giá là 65 triệu đồng. Chị này là sử dụng loại sụn tốt nhất bên trung tâm bên anh nha.